được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ của bạn sáng nay. Quý vị thân mến, bằng tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta đã biết được chủ đề là gì. Đây là một chủ đề về vấn đề làm đẹp và đặc biệt là dành cho các chị phụ nữ. Đó là việc điều trị nám bằng laser. Có lẽ đây cũng không phải là một thông tin mới lạ quá, bởi vì gần đây thì phương pháp này được áp dụng rất là nhiều và được rất nhiều người biết đến cũng như là phổ biến. Tuy nhiên, quý vị có biết không, thật ra nám cũng có nhiều dạng khác nhau, nhiều loại khác nhau, và mỗi loại như thế sẽ có cách điều trị tương ứng. Vậy nên không phải rằng loại nám nào cũng có thể được điều trị triệt để bằng phương pháp laser cả. Chính vì lẽ đó mà chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn, kỹ hơn, sâu hơn về phương pháp điều trị này. Và để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về điều trị nám bằng laser, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Thúy Phượng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Chào Tiết Oanh, chào các quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, như Tiết Oanh vừa chia sẻ với quý vị khán giả, thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc điều trị nám bằng laser. Thì chắc là nhờ bác sĩ cung cấp những thông tin cơ bản nhất. Điều trị nám bằng laser thì tức là mình sẽ sử dụng một cái tia laser để mình tác động vào cái sắc tố, là những cái sắc tố màu đen ở trong cái nám da của mình. Thì như mình thấy là cái nám da nó sẽ có hai loại. Một loại là nó nằm nông ở trên thượng bì thôi, tức là nằm rất nông. Một loại thì nó nằm sâu. Đương nhiên là có cả loại hỗn hợp và nó có cả hai cái. Nên mình sẽ chia chúng nó làm hai loại như vậy. Thì cái laser mà điều trị nám da nó sẽ tác động vào trong những cái hạt sắc tố, có thể là nằm ở nông hoặc nằm ở sâu. Thì khi mà cái laser bắn vào cái hạt sắc tố đó thì nó sẽ làm cho những cái hạt sắc tố từ một cái hạt to nó bể ra thành nhiều cái hạt nhỏ. Thì sau một vài lần bắn thì những cái hạt đó nó từ to nó cứ nhỏ dần. Thì đến khi nào mà cái cơ thể mình, tức là cái đại thực bào trong cơ thể mình, nó hấp thu được cái hạt sắc tố nhỏ đó thì những cái sắc tố đó nó sẽ từ từ nó biến mất. Như vậy thì bạn thấy là cái quá trình điều trị của mình á, nó sẽ phải tốn một vài lần, chứ không thể nào mà một lần mà mình bắn từ cái hạt to đó mà nó đến nhỏ mà cơ thể mình nó có thể hấp thu được. Vậy thì đối với phương pháp điều trị nám bằng laser này, liệu rằng nó có tồn tại những cái điều gì chúng ta cần phải lưu ý, ví dụ như những cái điểm trừ của nó chẳng hạn? Thì đương nhiên cái phương pháp nào nó cũng sẽ có cái lợi điểm và cái khuyết điểm của nó. Thì như mình đều biết đó là cái điều trị nám da thì cái điều trị laser đều không phải là cái điều trị tiên quyết ban đầu. Thì thường á là nám da thì ban đầu bạn sẽ điều trị với những cái thuốc uống và thuốc pha trước. Sau đó nếu như là hoặc là một số trường hợp bạn đánh giá là cái tình trạng đó cần phải có laser thì bạn mới kết hợp với laser ngay từ đầu. Và khi mà bạn điều trị laser thì bạn cũng phải lưu ý là chắc chắn là khi mà nếu mà điều trị không đúng á thì nó cũng sẽ để lại một số những cái biến chứng, một số những cái tác dụng phụ. Ví dụ như là có thể là với cái tình trạng nám đó, điều trị laser xong tình trạng nám đó nó bị nám đậm thêm. Hoặc là mình điều trị với cái năng lượng laser quá cao, hay là bạn làm quá nhiều lần mà không có đúng cách thì cái vùng da đó của bạn nó có thể bị mất sắc tố, tức là nó không có cái màu da ban đầu nữa. Thậm chí một số trường hợp nếu như mà điều trị không đúng thì cái vùng da nó có thể để lại sẹo chẳng hạn. Dạ, đúng là chính vì lý do đó mà chúng ta phải tìm hiểu thật là kỹ trước khi lựa chọn những cái nhóm đối tượng nào chống chỉ định đối với phương pháp điều trị bằng laser. Thì hầu như là mình sẽ không có cái chống chỉ định tuyệt đối, tức là chắc chắn là như vậy là sẽ không làm. Thì chống chỉ định tuyệt đối thì chỉ có ví dụ như là cái vùng da đó của bạn nó đang bị nhiễm trùng chẳng hạn, nó đang bị tổn thương chẳng hạn, hoặc là bạn đang là phụ nữ mang thai. Thì có thể là bạn cứ khuyên là không nên làm cái laser. Còn lại những cái khác nó chỉ là những cái chống chỉ định tương đối, tức là mình sẽ cân nhắc hoặc là mình làm với một cái thận trọng, một cách thận trọng. Thì một số những cái đối tượng cần phải thận trọng thì ví dụ như là những cái bạn mà da hơi sậm màu, những cái bạn da bị rám nắng chẳng hạn, thì khi mà mình làm nó có thể để lại một số những cái tác dụng phụ, ví dụ như tăng sắc tố sau viêm. Cho nên là khi mà với những cái bạn đó thì khi mình làm mình nên thận trọng một chút. Và đương nhiên là nếu mà đối với cái tình trạng mà cái da hơi sậm màu một chút như vậy á, thì có thể là bác sĩ sẽ có chỉ định cái chuẩn bị da trước khi mà điều trị cho bạn đó. Dạ, có nghĩa là mình sẽ làm sao để đảm bảo là cái quá trình điều trị của mình nó an toàn nhất. Cái việc mà chúng ta bảo vệ làn da cũng như những lưu ý sau khi tiến hành quá trình điều trị bằng laser đối với nám là gì ạ? Thì nám nó cũng sẽ có, như nãy bác sĩ có chia sẻ là nếu như mà những cái nám nằm nông á thì bạn có thể sử dụng laser một vài lần thôi. Thì sau khi bắn xong á thì cái vùng da đó nó sẽ đỏ và nó sẽ đóng cái mài. Sau vòng
tuần á, thì cái mài nó sẽ bong ra. Thì trong quá trình mà cái mài đang đóng trên cái da của bạn á, nó đang tạo một cái lớp mài trên da của bạn á, thì bạn lưu ý là bạn sẽ không có tự lột cái mài đó ra. Bạn cũng có thể vệ sinh da bình thường, bạn cứ rửa mặt bình thường sau rồi bạn thấm khô để cái mài đang nó giữ trên cái vùng da đó lâu nhất. Rồi đối với những cái trường hợp đó là những cái nám nằm nông thì bắn thì sẽ tạo thành những cái mài như vậy. Còn với những cái nám nằm sâu á, thì sau khi bắn xong thì da bạn nó chỉ hơi hồng nhẹ thôi, thì hầu như nó sẽ không có mài gì hết. Tuy nhiên cái quá trình điều trị nó sẽ phải tốn nhiều lần hơn so với những cái nám nằm nông. Thì đối với những cái nám nằm sâu thì sau khi về thì bạn cứ chăm sóc da bình thường. Và cái quan trọng nhất thì bác sĩ vẫn nhấn mạnh trong tất cả các khách hàng của mình, đó là vẫn phải cố gắng dưỡng ẩm và tránh nắng và chống nắng. Khi đi ra ngoài thì bạn nên lưu ý thoa kem chống nắng trước khi ra nắng 30 phút. Và bạn có thể là nếu như bạn đi nắng lâu hơn, bạn có thể lặp lại kem chống nắng mũi 2-3 tiếng. Rồi khi mà bạn đổ mồ hôi chẳng hạn thì bạn cũng vẫn nên thoa lại kem chống nắng. Kể cả những khi mà trời râm mát, bạn đi ra đường bạn thấy là mùa này trời mưa nhiều hay chuyển mưa, thì bạn thấy lúc đó hầu như là bạn không thấy nắng. Tuy nhiên thì vẫn có những cái tia UV nó tác động vào trong da của mình. Thì những lúc đó bạn vẫn phải thoa kem chống nắng. Do đó mà không có gì lạ nếu như các bác sĩ da liễu vẫn khuyên những anh chị làm ở văn phòng vẫn phải thoa kem chống nắng, đúng không ạ? Đúng rồi. Tôi rất là cảm ơn bác sĩ Thúy Phượng với những chia sẻ vừa rồi ạ. Cảm ơn Tú Anh. Quý vị khán giả thân mến, sau cuộc trò chuyện vừa rồi với bác sĩ Thúy Phượng thì Tú Anh thấy rằng bản thân mình cũng đã có thêm rất là nhiều những kiến thức về điều trị nám bằng laser, và tin rằng quý vị cũng thế. Và hy vọng rằng chương trình này đã cung cấp cho quý vị đủ những thông tin để hiểu rõ hơn về phương pháp này, để lựa chọn nó điều trị tình trạng của mình. Và quý vị thân mến, Tú Anh nghĩ như thế này, bởi vì nám hình thành cũng phải có quá trình, do đó việc điều trị nó cũng cần phải có quá trình. Đừng tin vào những lời quảng cáo thiếu tính xác thực mà chúng ta có được là nhanh gọn lẹ, mà cần phải thật sự bình tĩnh, kiên nhẫn để lắng nghe sự tư vấn đến từ các bác sĩ có đủ uy tín, đủ kinh nghiệm, để đảm bảo rằng mình sẽ không gặp phải những biến chứng sau quá trình điều trị, quý vị nhé.